với tổng diện tích là 32.500 m² và mục đích sử dụng là cây hàng năm khác, tương đương với cây lâu năm. Thửa đất có chiều ngang là 90 m, tiếp giáp với mặt tiền đường đá 3 m, chiều dài là 275 m, hướng đông bắc. Giá gia chủ rao bán là 290 triệu đồng cho 1.000 m². Thửa đất thuộc xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, kính thưa quý vị. Dạ, mến chào quý vị, cô chú và anh chị. Và lời đầu tiên thì em xin chân thành cảm ơn quý vị, cô chú và anh chị đã xem và đã đăng ký ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua. Em xin kính chúc quý vị, cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha. Dạ, vừa rồi chính là thông tin thửa đất cần rao bán, kính thưa quý vị. Thì hình ảnh nhìn từ livecam, thửa đất của chúng ta tiếp giáp với phần mặt đường đá là 3 m. Đường này thì xe ô tô từ xe bán tải trở lại thì đi vào được, kính thưa quý vị. Mặt tiền ra đằng trước tiếp giáp với kênh Tây 30 tháng 4. Và hiện tại thì em đang đứng ở vị trí thửa đất rồi. Hồi đó mặt tiền đường đá này thì xe ô tô tầm bán tải trở lại thì đi vào được. Ở đây thì cũng có đường điện rồi, kính thưa quý vị, điện chúng ta kéo vào được ha. Đó, thửa đất của chúng ta thì hiện tại đang trồng khóm, mục đích sử dụng là cây hàng năm khác. Khóm này thì đang cho thuê đó, chủ đang cho thuê, giá cho chủ rao bán là 290 triệu cho 1.000 m² đó. Thì vị trí cột mốc ở bên góc bên phải màn hình ở ngoài nhìn vào á, là từ ngay cái trụ đá này thẳng vào trong là 275 m. Thửa đất này theo trên sơ đồ thì nó nở hậu, kính thưa quý vị đó. Và chiều ngang qua tiếp giáp với phần đường đá này là 90 m đó. Thì sơ đồ bản vẽ thì ba cái nó giống nhau như thế này, đây là ba lô ha. Ba lô này gia chủ rao bán là bán hết một lần là ba lô, không cắt bán lẻ, kính thưa quý vị, không cắt bán từng lô ha. Chủ bán là bán một lần ba lô luôn, để cho quý vị cô chú và anh chị chúng ta có thể là mua làm trang trại được nè. Thửa đất này chúng ta có thể là lên trồng cây, trồng mít làm trang trại đó, trồng thanh long. Thì ở khu vực này sắp giáp ranh với miếng đất này thì đang trồng thanh long, và cách một lô thì đang trồng mít. Đối diện thì có một căn nhà yến. Ở đây thì chúng ta đi ra đường nhựa là cách khoảng 1 cây số, và chúng ta đi ra ủy ban xã Tân Lập 2 là 4 cây số. Chúng ta đi ra chỗ khu công nghiệp Tân Hương, ra cao tốc, ra quốc lộ 1A tầm khoảng chừng 15-16 cây số thôi. Và từ đây chúng ta về Sài Gòn rất là gần luôn, khoảng tầm đâu đó là 60 cây số. Từ đây chúng ta đi về giao lộ Nguyễn Văn Linh khoảng 60 cây số trở lại thôi đó. Hình như nếu mà chúng ta đi lòng vòng mà chắc khoảng 60 cây. Thì trước mặt chúng ta chính là ba lô đất cần rao bán, là giá là 290 triệu cho 1.000 m² cho một công, cứ thế chúng ta nhân lên nhé quý vị nhé. Đó, thửa đất này thích hợp cho chúng ta làm trang trại. Có thể ở đây có thể là trồng mít, trồng dừa, trồng thanh long, hoặc là chúng ta chăn nuôi. Đây là toàn bộ phần mặt tiền cho quý vị. Thì hiện tại thì chủ đang cho thuê để trồng khóm. Giá gia chủ rao bán là 290 triệu cho 1.000 m², bán là bán một lần là ba lô này luôn. Bán một lần ba lô, chủ không bán lẻ, kính thưa quý vị. Và giá là gia chủ rao thì là 290 triệu, chủ nói là có thương lượng, có bất lộc cho quý vị cô chú và anh chị. Thì đường này xe bán tải vào được ha, xe bán tải vào được rồi. Thì ở đây trồng mít cũng em thấy cũng khá là tốt. Tí xíu nữa có hình ảnh từ livecam như vị cô chú và anh chị thấy xung quanh đây cũng có một vài vườn mít người ta lên rồi, cũng rất là xanh đó. Thì ở đằng trước là tiếp giáp với đường Tây kênh 30 tháng 4 nè. Đối diện thì có một cái căn nhà rất là đẹp, kính thưa vị, có một căn nhà yến, và chủ bên kia chắc là có thể là người ở Sài Gòn ha, đâu ở xa đó. Căn nhà bên kia thì cất một cái kiến trúc cũng khá là đơn giản nhưng mà nhìn nó rất là hiện đại, rất là đẹp luôn. Đường này thì xe ô tô vào được ha. Đây có một chiếc xe chị đã đi vào nè.
Đó thì đường này thì xe bán tải đi vào là ok rồi. Nếu mà chúng ta vận chuyển nặng á, thì chúng ta sẽ vận chuyển bằng đường thủy, có thể là phân bón hay là vật tư nông nghiệp hay là vật liệu xây dựng, chúng ta có thể vận chuyển được bằng đường thủy cho nó vận chuyển được nhiều và nhanh. Và đây cũng là hình ảnh từ Lycam. Thì chúng ta nhìn xa ở trong á thì người ta trồng mít cũng rất là nhiều rồi ha. Đó, và cách một lô thử đó cũng của chúng ta cách một lô thì cũng có đang trồng mít rồi. Sát ganh á thì có trồng thanh long. Ở phía trong ở đằng sau thửa đất á, cái đuôi thửa đất á, thì giáp với một cái con kinh nữa, có một cái con kinh thoát nước ở đằng sau kính thưa quý vị. Đó, thửa đất này rất là đẹp ra, cực kỳ đẹp luôn kính thưa quý vị, rất là vuông, rất là hình chữ nhật, nhưng mà nó có hình nở hậu nha. Thửa đất này nở hậu xíu này, đất nở hậu thì chúng ta mua thông thường thì cô chú anh chị rất là thích đất nở hậu, tại vì theo phong thủy và theo truyền thống của chúng ta, đất nở hậu thì chúng ta làm ăn rất là phát đạt ha. Đó, và đối diện bên sông bên kia thì cũng có rất là nhiều vườn mít rồi. Đó, bên kia thì chị em có thấy có vườn mít kìa. Nhìn chung thì khu vực Tân Phước thì hiện tại người ta lên trồng mít, trồng cây trái rất là nhiều và trồng dừa cũng rất là tốt kính thưa quý vị. Ở gần đây có một cái vườn dừa rất là lớn, rất là xanh, rất là tốt luôn, hiện tại đang cho trái và đang thu hoạch rất là sai. Giá gia chủ rao bán là 290 triệu đồng cho 1.000 m2, bán một lần là 3 lô. Bán hết một lần là 3 lô, không bán lẻ kính thưa quý vị. Giá trên thì có thương lượng, chủ báo là có thương lượng quý vị, cô chú và anh chị chúng ta thiện chí. Và thửa đất này rất là thích hợp cho chúng ta làm trang trại chăn nuôi, hoặc là chúng ta trồng dừa, trồng mít. Ở đây thì trồng hiện tại thì đang trồng khóm, khóm với lại thanh long thì ở đây khỏi nói rồi, ở đây rất là thích hợp với khóm và thanh long. Đó, nhiều mít ở đây thì trồng người ta trồng cũng rất là nhiều rồi nè. Đó, nhìn từ đại cam ở trên thì xa xa kia thì nó nói chung thì vườn mít nó rải đều hết á. Đó, giá gia chủ rồi bán 290 triệu cho một công, cho 1.000 m2. Đó, cứ thế chúng ta nhân lên 2 tỷ 9 cho một mẫu á kính thưa quý vị, 2 tỷ 9 cho một mẫu, 290 triệu cho 1.000 m2 thì giá trên có thương lượng cho quý vị cô chú và anh chị. Dạ, quý vị cô chú và anh chị quan tâm thửa đất này vui lòng gọi cho em 0987776287, em sẽ hướng dẫn quý vị cô chú và anh chị đi xem đất. Em xin nhắc lại là từ thửa đất này chúng ta đi ra đường nhựa là hơn một cây số thôi, hơn cây số xíu thôi, và từ đây chúng ta đi về ủy ban xã, trung tâm chợ, trung tâm xã của Tân Lập 2 á là khoảng 4 cây số thôi, chỉ có 4 cây số. Và chúng ta đi ra khu công nghiệp Tân Hương, ra cao tốc, ra quốc lộ 1E thì đâu đó là khoảng 14-15 cây số, nó khoảng 14-15 cây số là chúng ta ra tới khu công nghiệp Tân Hương, quốc lộ 1E rồi. Và chúng ta đi về Sài Gòn thì em lấy giao lộ Nguyễn Văn Linh thì xuống đây đi lòng vòng thì chắc cũng 50-60 cây số thôi, không có nhiều đâu quý vị, không có xa thế vậy chứ chúng từ Sài Gòn chúng ta về đây gần lắm, đường cũng dễ đi. Chúng ta về khu công nghiệp Tân Hương là chúng ta về gần tới đây rồi, có 10-mấy cây số nữa là tới rồi. Rồi, quý vị cô chú và anh chị quan tâm thửa đất này vui lòng gọi cho em 0987776287, em sẽ hướng dẫn quý vị cô chú và anh chị xem đất. Và đến đây thì em xin trân trọng kính chào quý vị cô chú và anh chị, và hẹn gặp lại quý vị cô chú và anh chị trong video tiếp theo nha. Rồi, em xin kính chào và hẹn gặp lại nha.